Thưa quý vị và các bạn, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa gửi thư khen tới cơ quan cảnh sát điều tra quận Đống Đa và các phòng nghiệp vụ với chiến công phá nhanh vụ án sát hại nữ sinh viên tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, biểu dương tinh thần trách nhiệm, đấu tranh bắt giữ nhanh đối tượng phạm tội nguy hiểm, nhanh chóng ổn định tâm lý cho người dân sống tại địa bàn. Đây là vụ án hình sự gây xôn xao dư luận trong 24 giờ qua. Nạn nhân được xác định 23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, hiện đang là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 6, nữ sinh này đến phố Nguyễn Phúc Lai thuê nhưng không thấy về. Tại thời điểm phát hiện sự việc, nạn nhân tử vong trên sàn nhà. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp. Chỉ ít giờ sau khi xảy ra sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1983, trú tại ngõ Thổ Quan, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thuê ngôi nhà 4 tầng của một người chủ tại phố Nguyễn Phúc Lai nơi xảy ra sự việc và đã đến hạn phải bàn giao nhà. Đối tượng đã tình cờ biết được người chủ của ngôi nhà chuẩn bị cho một người phụ nữ thuê lại để bán hàng. Thấy nạn nhân có nhan sắc, lại ở một mình nên nhân lúc sơ hở đã nảy sinh dục vọng, dùng gạch đập vào đầu nạn nhân và giở trò đồi bại. Lúc lên trên tầng 3 đèn sáng, thấy em mặc váy với cả lúc hỏi buồn miệng hỏi là em ở mấy người, xong em mới bảo là em ở một mình. Đấy thì mình nghĩ là chắc là con gái ở một mình thì cũng ít, tức là kiểu gia đình không quan tâm mấy hoặc là không có bạn bè mấy, thực ra là đó cũng ngần ngừ, cũng không biết là có nên đánh gắt không. Qua vụ án mạng này, chúng tôi muốn khuyến cáo tới các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khi phải sống một mình xa nhà. Tuyệt đối không nên đi thuê nhà một mình, đặc biệt là vào những chỗ vắng người hay vào buổi tối để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.